hai hoàng vào ra mấy quan hoàng bảy bảo hà chính vị chân kinh có cho Nam Mô A Di Đà Phật Ni Hoàng vô chấp đồng hoàng vì có phép thần thông
cầu thiên bao chúc lời, chúc lời tăng long chuộc chén cô long ngâm quần ở yên ca cô chuộc chén trà ô long, tay cô nâng bình ngọc các bạn tiền nâng ông chén trà. Chào long nỡ hiền thượng kim bàn mẫu đơn long long tình khi người nhàn sức khoan hoàng bầy sơi. Chuốc chén khuyên mời hồng ngờ cha, chuốc ngơ chén khuyên mời hình hương mỹ vị đường mùi kỳ tân a tân đường mùi kỳ tân. Dường như
ngọn cỏ cành cây lá lại đây quạt nước pha trà rước quan hoàng bày sới chỉ kia
lòng trang sĩ lúc đêm xuân. Sao sao vi vu như gió rung áng mây vần, cho bỏ lúc quan hoàng bảy phong trần. Vì non nước hoàng nhân ai lên đất đi a bảo mi a bảo niềm vui phong nguyệt đi a. Đó là thiết cảnh thân thiết trên bảo hà. Dâng tô lưu thủy a vân bài hành vân vân đi bài hành vân kim tiền cổ ni a hòa bài nam xuân nghe rõ ràng. Ngập sáng u sáng lưu phàn xuất nghi bài tam xuất nghe rõ ràng. Ô xuất nghi bài tam xuất nghe rõ ràng. Cầm mờ sai thập nhị các cô tiên nàng, cô nào việc xưa sang vào hầu tiến cô nàng cả cô vào pha nước trà tàu. Thế là vừa ý ông bấy gật đầu hoàng ban khen. Nàng đôi tiến cô nàng đôi dâng bộ khay đèn, ấy cô nàng đôi dâng bộ khay đèn, xe ngà diện sứ bộ móc tiên chuối nạm vàng. Thế là vừa ý ông bầy hoàng trốn sơn lâm. Nàng tư tiên cô nàng tư đốt đình nhang trầm đèn khéo tỏ tay cô cầm móc thiền. Tiền cô nàng nằm ma, tiền cô nàng nằm cô vào giấc hộp bành huyên kẹo xìu á phiện thú canh thiên ai dám đi. Miệng ca tay nầy đàn mì ngủ cũng trong nọn nà. Nàng tam tiến cô nàng tam dâng chiếc lược ngà
tiên mi cô nàng tạm dâng chiếc lượng à. Đôi tay trái chuốt ông khen thật là cô khéo tay. Một nghìn đôi giày để hầu ông thắt dài lụa hồng ngay cô mê nàng mười thắt dài lụa hồng cánh ba giờ tí cầm đèn lồng cô bước ra. Bình ngọc đôi tay nà cô dâng nga ông tiến cô mười hai cô mười hai trái chiếu chia bài ấy cô mười hai dài chiếu chia bài tổ tôm quan hoàng bày đánh thắng mà chả có sai phản nào. Át đạn hùng binh lệnh lệnh đời truyền át phạt hùng binh nhờ xe loạn cụ rồng đắp đắp đẩy về chết bảo hà tô đối việc qua.